Hey yo, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình vô lại các vụ mà mình đã từng bị hack nè mọi người. Ta nói ha, ngàn mấy kim cương luôn mà bị hack còn đúng 1 kim cương. Quả trà đậu thiệt chứ. Rồi, và ngày hôm nay mình sẽ làm một cái chủ đề mà có rất là nhiều bạn yêu thích luôn, đó là virus hay ma. Đặc biệt là biểu tượng trốn góc lag mới và vị trí trốn mới luôn nha mọi người. Đó, hấp dẫn. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ công bố cái kết quả mini game trúng giải bạn may mắn nhất để nhận cái cánh nha mọi người. Ok la luôn. Và đây là phần mềm random, mình sẽ thay đổi số từ 0 đến 99. Bắt đầu luôn nha mọi người. 25. Ôi không có con số 25 rồi. Cái cách mà mình random thì mình đã ghi lại những con số vô cái giấy rồi và mình dò theo thôi, như trước đó mình đã đăng cho các bạn xem á. Tiếp theo 67. Để mình dò. À, có một con số 67 mọi người ơi. Vậy là mình đã tìm ra được chủ nhân của cái cánh rồi. Bây giờ mình sẽ vào lại fanpage xem người đó là ai nha mọi người. Và đây là cái group Facebook của mình, cái trang mà mình làm mini game cho mọi người là ngày 20 tháng 8 nè. Bây giờ mình sẽ vào xem nha. Bấm vào tất cả các bình luận luôn nè. À, đây là bạn số 67 gần nhất luôn. Comment thứ 3 nha mọi người. Đây là bạn Văn Tường 2K3. Chúc chị một ngày vui vẻ và sớm đạt 60k sub. Yêu chị. Trời ơi, hên quá trời hên luôn nha. Quá là may mắn luôn. Ok, và đây là những comment còn lại. Tuy là mình không được quay trúng, không nhân phẩm lắm, nhưng mà cứ chơi là sẽ trúng đúng không các bạn? Hên xui mà. Do là mình sẽ tặng quà cho bạn Văn Tường 2K3 nè. Bên game là Văn Tường 2K3 luôn. Mà nãy mình quên copy rồi. Ok, đúng chính xác là avatar này luôn, may quá. Đây là cái cánh của em. Cảm ơn em rất là nhiều vì đã tham gia mini game nha. Và đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình nha mọi người. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tiếp theo thì chúng ta cùng đến với Góc Lag Zombie thôi nào. Let's go. Đầu tiên Góc Lag biểu tượng mới thì chúng ta phải mua cái biểu tượng mới đúng không? Thì đây là biểu tượng thiên thần tuyết nha mọi người. Biểu tượng này thì cũng khá là lâu rồi nhưng mà chưa có ai áp dụng trong cái trò chơi trốn tìm virus hay ma mọi người. Cho nên là bạn nào có thì có thể thêm vào, còn bạn nào chưa có thì mình sẽ mua nha. Rồi ok là sau khi mua xong thì mình sẽ tiến hành đi vào thôi. Các bạn đừng quên là nhớ thêm biểu tượng vào những cái phần chat nha mọi người. Mình đã thêm rồi và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành. Đầu tiên là cái map kho thùng á. Trời đất ơi, map này là map tủ của tôi rồi. Map này là trốn bao la chỗ trốn lắm mọi người. Bây giờ nha, để xem tình hình như thế nào. Trời ơi ý. Chạy hết rồi. Bây giờ mình sẽ tìm chỗ trốn bằng cái biểu tượng mới đó nha mọi người. Biểu tượng mới mình đã thêm vào rồi nè. Đó, rồi giờ mình sẽ đi trốn với các bạn để xem là mình sẽ trốn ở đâu nha. Ý, bí mật quá à. Để mình lên đây mình quan sát tình hình. À, có một bạn ở đây. Quan sát tình hình mọi người. Eo, mình sẽ trốn ở vị trí này nha. Ở là la luôn. Khi mà các bạn ở vị trí này á, các bạn bấm vào biểu tượng thiên thần tuyết cho mình nha. Rồi, khi mà bấm vào thì nó sẽ mất tích dấu vết của chúng ta luôn. Nhưng mà để lại cái dấu mà in trên cát á mọi người. Cái dấu khá là đậm luôn. Nhưng mà không sao đâu, một lát nữa là nó sẽ tự mờ nha mọi người. Chứ ở vị trí này mà các bạn trốn bằng biểu tượng nằm hoặc là biểu tượng chống cam á thì nó bị hở ra nha. Riêng cái thiên thần tuyết này là không hở luôn nhưng mà để lại dấu vết. Trời ơi, ư là trời luôn á. Cái này xoay qua nhưng vẫn thấy nha các bạn. Nhưng mà tại vì mình chọn cái vị trí này á là thường á là zombie để ý, không có để ý cái góc này. Thường nếu mình lại đây á mà phát hiện ra cảnh báo thì toàn là ở dưới góc kia không à. Như kiểu là mình đánh lạc hướng á các bạn, thì để xem là zombie có phát hiện ra mình hay không nha. Đó, ở cái vị trí ở góc ở dưới khá là rộng luôn. Cái dấu mà mình bấm liên tục như vậy thì nó càng đậm á mọi người. Để từ từ nó sẽ nhạt dần bớt. Ui, zombie lại. Các bạn có thấy không? Để ý dưới góc kia thôi. Không hiểu sao, lúc này cảnh báo khá là xa luôn mọi người. Xung quanh mình rất là nhiều cái kệ màu vàng luôn. Chắc là không để ý chỗ này đâu. Ý. Kiểu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà. Đó, các bạn thấy chưa? 2 zombie luôn. Đang quan sát xung quanh rồi. Ý. Run nhiên. Đừng làm vậy nha, trời ơi zombie ơi. Đang rình xung quanh. Run. Á, bạn kia thấy mà nồi. Rồi bạn kia thấy mà nồi, bạn kia mà bị cào là sao mình cũng ngủm luôn rồi. Sát lên luôn rồi. Còn tầm khoảng 20 mấy giây nữa. U là trời, đừng ai để ý cái góc này nha. Ủa bạn kia đâu rồi? Mấy bạn zombie này nãy bán trước cào bắt hết luôn á mọi người. Đó. Bắt nữa rồi đó. Hồi nãy 2 zombie lúc nãy là tìm không ra mình luôn mà. Rồi còn 10 giây nữa thôi. Ủa là. Ui đừng nói chùm cuối nữa nha. Ủa bạn kia bị cào. Rồi xong. Các bạn thấy mình là mới bị cào luôn. Ui win mọi người. Rồi tôi hên lắm, tôi nhân phẩm lắm. Sao mà bắt được tôi? 3 zombie tìm luôn mà. Ok và video tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.